Chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lên hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2024. Tiếp tục trên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ thì vẫn như thường lệ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau nhá. Thì những cái mẫu này thì bên em đã dọn lổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy. Thì tí nữa thì em sẽ đi test lổ từng con một để các bác nghe tiếng máy nhá. Để các bác dễ dàng lựa chọn cho mình những cái con máy nó phù hợp nhá. Đấy. Giá thì bao cho bác, nói chung là nó rất rẻ, nó chỉ xấp xỉ hòa bằng với giá thợ thôi. Đấy. Nói chung là bác nào hầu như là các bác cứ theo dõi là kiểu gì các bác cũng mua được nhá. Đấy, đảm bảo bác luôn. Đấy. Thì em giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi này. Sẽ lên cho bác cái đầu máy Komatsu này. Mazu này, con này Mazu cực kỳ đẹp luôn này. Echo 240 dòng 34 này, TH23 này. Honda 4 kỳ này, Honda nhá. Một con Mazu cực kỳ đẹp luôn này. Rồi là một con Echo nhá. Echo này. Rồi một máy lớn thì có một con này là con Zobin nhá. Zobin 38 nòng 38 ly nhá. S-Stein của Đức nhá. Honda 4 kỳ nhá. S26 nhá, Sinewa nhá. Mazu nhá. Honda 4 kỳ nhá. Đấy, rồi là Sinewa S250 nhá. Mitsu TL23 nhá. Komatsu nhá, rồi là Mazu. Đấy. Nói chung là rất là đa dạng và nhiều loại máy khác nhau. Thì bác cứ chú ý theo dõi nhá. Đấy. Thì bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em. Bên em máy thì nó cũng rất là nhiều và rất là đa dạng. Đấy. Cái này đây em quay tranh thủ quay nhanh đi bởi vì là trời nó sẽ đang chuẩn bị là sắp mưa. Đấy, cũng tranh thủ quay cho bác nên cho bác những cái clip. Đấy. Rồi, phần đầu chương trình thì bao giờ cũng thế. Thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Đấy. Đấy, bác nào làm được cái lô Honda này liên hệ bên em nhá. Bên em có một lô Honda cực kỳ là ok, đã dọn lổ rất là ngon lành rồi. Giá thì nó chỉ loanh quanh độ 2x thôi. Đấy, 2x nhỏ. Đấy nhá. Đấy là nổ ok ngon lành hết rồi, toàn những cái máy hàng tuyển chọn. Đấy. Rồi. Thì phần đầu thì chương trình thì bao giờ cũng thế. Thì bên em sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè của bác nhá. Thì bác thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Có nông trường chè Sông Bôi nhá. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn nhá. Không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn. Đấy, nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè của bác nhá. Đấy, chè chú em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này, búp móc câu rất là ngon luôn, bác nhìn thấy không? Đấy, chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm, là đặc trưng của chè mới nhá. Đấy, thì chè bên em thì uống sẽ là nước xanh vị thơm. Lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt và lưu hương nhá. Đấy, thì chè bên em thì có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký, loại thứ hai là loại 170.000 một ký và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Đấy, có ba loại chính như thế. Thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi, từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy. Thì nói chung là các bác có thể là mua uống thử nhá. Thì đảm bảo thì bác sẽ hài lòng nhá. Thế bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Thế còn bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá. Là số chuyên về chè. Đấy thì bên em chỉ có hai cái đầu số này là chốt đơn thôi nhá, còn mọi số khác gọi đến các bác là đều không phải nhá. Đấy. Còn ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật nhá thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Hàng mới của bên em nói chung là nó rất là phong phú và đa dạng, nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi. Nói chung là các bác xài rất là ok, xài rất là ngon, thực tế là đã chứng minh rồi. Đấy. Thế chính vì thế là bên em đã duy trì và phát huy nhá. Đấy, những cái máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn, cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đồng thời là bao ship cho bác luôn nhá. Đấy, bao ship luôn. Đấy, thì em đi vào chi tiết luôn. Mẫu thứ nhất là mẫu này nhá. Mẫu này nó là mẫu máy 26cc 34 ly nhá. Hiệu là Cavani. Đấy, này là nó xài là tum rời này, tum rời tum nhỏ này. Cái đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc là ok luôn này. Đấy, tum nhỏ tum 260 nhá. Đấy.
Đấy, trên mỗi máy nó đều có số CG này. Đấy, hàng nói chung hàng rất là chất lượng. Hàng này thì bên em bán nhiều đấy, bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy. Giá thì em để cho bác mức giá là 1.250.000 bao ship. Đấy. 1.250.000 bao ship. Đấy. Đấy. Giá này thì thực chất với các bác thì nó chỉ bằng với giá cho thợ thôi. Đấy, lưu ý nhá. 1.250.000 bao ship và gì nhỉ? Cái máy 26 này thì nó có sẽ có đặc điểm là thứ nhất là nó trọng lượng của nó nhẹ, thứ hai là nó ăn rất là ít xăng. Đấy. Thì tùy nhu cầu công việc thì bác có thể là lựa chọn cho mình những cái con máy nó phù hợp nhá. Đấy. Con này 1.250.000 bao ship. Rồi. Mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai mẫu này nhá. Mẫu thứ này là mẫu Ken mẫu máy 330 này, hiệu là Kenshi này. Đấy, thằng này là nó là máy lớn nhá, nó xài bố côn lớn này. Đấy, bố côn 330 430 gắn vừa hết. Đấy. Hàng này thì đảm bảo bác thì xài rất là ok nhá, rất là ngon, ổn định. Đấy. Giá của nó là 1.600.000 bao ship nhá. Thằng này 1.600.000 bao ship này. Đấy, cũng xài tay gao bóp, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy. Rồi tiếp tục này, mẫu thứ ba này. Mẫu thứ ba thì nó là mẫu máy 4 thì nhá, hàng máy 4 thì GX35. Hàng này thì nó xài với máy 4 thì bác dùng xăng không thôi, không phải va nhớt gì cả, rất là tiện luôn. Đấy. Với thứ hai là cái thằng máy 4 thì nó có đặc điểm đó là các bác để lâu đến mấy thì nó giật rất nhạy lổ, bởi vì là cái chế của nó ấy, nó không phải pha xăng nên là nó chế của nó không bị bẩn. Chính vì thế là nó rất nhạy lổ. Rồi. Thế thằng này là nó máy lớn nhá, máy công suất lớn này, bố côn 330 gắn vừa hết này. Đấy nên là phát cước rất là ngon luôn. Đấy. Thằng này thì mỗi máy nó đều có số CG hết này. Đây đây. Thằng này thì đảm bảo các bác thì cực kỳ ok nhá. Đấy. Bên em bán nhiều cái dòng này lắm này và đến mùa nó bán rất là chạy luôn. Đấy. Thì cái thằng này giá của nó em tính cho bác mức giá là 1.650.000, 1.650 bao ship. Được chưa? 1.650 bao ship. Rồi tiếp tục này. Thế bác nào mà cần cái máy ba lô đeo vai thì bác dùng em mẫu này nhá. Mẫu này là mẫu ba lô cắt cỏ này. Ba lô cắt cỏ đeo vai, đeo sau lưng này. Đấy. Thì cái thằng này là sử dụng cần mềm nhá, cần mềm đấy. Đấy. Thì cái mẫu này là nó rất cơ động nhá. Đó, các bác làm những cái chỗ nó chật hẹp là ok. Đấy. Với thứ hai là cái mẫu này là cái đầu dời này. Động cơ này thì rất là khủng này. Nó lên tới là 52cc nhá. Và piston 44 ly, nó rất là to. Động cơ này bác có thể là tháo ra gắn xịt thuốc là cũng ok luôn nhá. Đấy. Thì cái thằng này là giá của nó là 1.500.000 bao ship nhá. Thằng này 1.500.000 bao ship này. Đấy. Phụ kiện đầy đủ đi kèm luôn nhá. 1.500.000 bao ship. Thế còn cái mẫu máy gọi là VIP nhất bên em và đắt tiền nhất bên em là chuyên dành cho những cái bác nào gọi là phát nhiều, phát liên tục. Hoặc là các bác đi phát thuê thì bác dùng em mẫu này. Mẫu này nó là mẫu cao cấp nhá, thuộc phân khúc hàng mẫu cao cấp. Tên nó là mẫu Toshizo CG541. Ở đây nó ghi chữ VIP, VIP có nghĩa là cao cấp. Đấy. Thì một cái này thì nó mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày này. Đấy. Thằng này thì công suất của nó là lên tới là trên 40cc nhá. Và piston của nó là 40 ly. Thằng này piston 40 ly này. Rất là khủng này, phát cước là bao phê cho bác luôn nhá. Đấy. Đấy thằng này là thứ nhất là tản nhiệt rất dày này, vỏ thì cực kỳ dày luôn. Đấy. Lọc gió là hai lớp này. Chụp boe này để các bác có thể làm ở trời mưa rất ok luôn này. Đấy. Rồi là sử dụng côn lớn này. Đấy, côn là có số này. Mâm lửa thì là Aibu này, đấy là cái hãng điện rất là nổi tiếng luôn. Đấy. Với thứ hai là cái nhôm tay cầm và nhôm ống cần của nó đều là loại rất là dày, dày 2 ly luôn. Đây. Đấy, có loại khác thì mỏng hơn nhưng thằng này dày nhá. Đấy. Đấy, rất là nặng luôn. Thằng này khá là nặng nhá, đầm máy. Đấy. Thằng này giá của nó là 2.250.000 bao ship. Đấy. 2.250.000 nhá. Đấy. Thì bác có phản hồi là cái mẫu này nó ăn rất ít xăng này. Tức là so sánh với cái loại là cùng 40 ly thằng này ăn rất ít xăng nhá. Đấy. Nên là rất là tiết kiệm cho bác. Rồi ok. 2.250.000 bao ship nhá. Đấy, thì hàng này thì hầu như là những cái bác nào gọi là yêu cầu cao nhất thì nó đều đáp ứng ok. Đấy. Thế còn bác nào mà mua những cái mẫu đầu máy thì cũng liên hệ bên em luôn nhá. Bên em bán cả những cái đầu máy rời cho bác này. Đầu này đầu máy mới nhá. Đây là đầu máy 52cc này, piston 44 ly này. 52cc nhá. Hàng này thì bác về có thể là gắn máy khoan đất, gắn cần gắt cỏ, gắn sới đất rồi các kiểu. Cái mẫu này là tính cho bác giá là 1.100.000 bao ship nhá. 1.100.000 bao ship. Thế còn có duy nhất một cái mẫu đầu máy công suất cực khủng đó là 63cc, nòng 48 ly.
Cái này là còn duy nhất một đầu đấy nhá, không có nhiều đâu. Đấy thì nó xài cũng côn lớn này. Đấy, cái thằng này thì tính cho bác mức giá là 1.3 triệu bao ship nhá, 1.3 triệu bao ship. Rồi. Thì nói chung là các bác dùng máy cắt cỏ thì tình trạng hỏng đầu bò rất nhiều nhá. Mà cái đầu bò bãi thì nó thực sự với bác thì nó rất là nó các bác là hơi bị khó mua đấy. Bởi vì lý do là máy cắt cỏ thì nó hay hỏng đầu bò rất là nhiều. Đấy mà các bác hỏi dùng cái bác nào cũng muốn đổ bãi thì nó thực sự nó rất là khó. Đấy, chính vì thế là bên em đã nhập về cái mẫu đầu bò cao cấp nhá. Nên đầu bò này đầu bò mới hàng cao cấp này. Toàn là những hãng rất là nổi tiếng, ví dụ như là hãng Echo này, rồi là Jimke. Đấy. Thì cái mẫu đầu máy cái loại đầu bò cũ mới ngày xưa ấy thì nó rất là mỏng, đấy bác nhìn này. Nó cực kỳ mỏng luôn. Đây là mới nhá. Thế dùng cái này thì nó không bền, nhưng mà cái loại này nó dày gấp đôi luôn. Đấy bác này nhìn này. Gấp đôi luôn. Đấy. Dày gấp đôi so với loại cũ luôn, mà cái hàng này nó là hàng chính hãng nhá, tức là hàng của công ty của nhà máy lớn nhá. Đấy, nó làm cực kỳ bền. Thì cái hàng đầu bò này ví dụ các bác ra tiệm mà thay thì nó rơi cửa khoảng tầm 200.000 nhá, 200.000. Nhưng nếu mà các bác mua về tự thay thì nó sẽ bên em bán cho bác với mức giá là bằng với giá thợ thì nó sẽ rơi cửa tầm là 125.000. Đấy, 125.000 một cái. Đấy, cái đầu bò này nó sẽ có đặc điểm là thứ nhất là nó sẽ có cái chống quấn cỏ này, chống quấn cỏ này, bát úp ngược chống quấn cỏ này. Đấy. Với thứ hai là có cái bát bảo vệ con ốc. Đấy. Trục thì ốc thì rất là to, khỏe. Đấy. Nói chung là ok nhá, thằng này dùng ngon. Đấy thì bên em là thực tế là đã test là ok rồi, nên bên em mới lấy về bán cho bác nhá. Đấy. Thì cái đầu bò này là hầu như là đầu bò loại VIP rồi. Đấy. Thì 125.000 nhá, thì có đủ các thể loại. Thì ví dụ bác cứ đo xem cái mình đầu bò thứ nhất là cái đường kính này, ống cần là bao nhiêu và cái ti bên trong là bao nhiêu. Thì các cứ báo bên em, bên em sẽ ship cho. Đấy, bên em sẽ miễn ship 125 là chưa có phí ship nhá. Thì phí ship của nó chắc tầm 20.000. Đấy. Thì ví dụ miễn ship cho bác từ 5 cái đầu bò trở lên. Đấy. Ok. Đấy, xong cái phần máy mới nhá thì em di chuyển ngay đến cái phần máy bãi này. Thì hôm nay thì nó mưa thì bên em tranh thủ là để test nhanh cho bác nhá. Đấy. Thì những cái máy bãi này thì bên em đã nói chung là dọn nổ rất là ok rồi. Đấy, nói chung các bác về là sẵn là ví dụ những cái con nào mà tình trạng nó đang thiếu tay cầm hoặc là thiếu chắn cỏ thì đấy là bên em sẽ lắp cho bác đầy đủ nhá. Đấy, tức là lắp cho bác đầy đủ là tay cầm này, tay ga, rồi là chắn cỏ, rồi là đầu bò. Nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy, giá thì báo cho bác nói chung là nó rất là rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy. Thì nói chung là hầu như là bác nào cũng có thể mua được. Đấy. Giá thì nói chung là bao là rẻ nhất cho bác luôn. Đấy. Thì chính vì nó rẻ rồi nên là bên em là lưu ý với bác là chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của nó sẽ là 50.000, và nếu mà bác nào mà chưa có phụ kiện thì bác sẽ thêm 50.000 nữa là tiền phụ kiện. Tổng cộng nó sẽ phát sinh lên khoảng 100.000. Đấy. Đấy. Tính ra thì bác cộng vào thì nó vẫn rất là rẻ. Đấy nhá. Đấy. Thì phụ kiện nó sẽ bao gồm là dao, dây đeo, tim mở buji, một cái lục giác mở ốc này, với cả một cái bát cước. Thì cũng như là 5 món như các nơi thôi. Đấy. Thì không có gì khác cả. Đấy. Ok nhá. Đấy thì về trường hợp nhà bác nào mà có phụ kiện rồi thì thôi, thì bác chỉ cần thêm 50.000 tiền phí ship thôi. Đó ok. Đấy. Rồi, em ví dụ luôn nhá. Ví dụ đây là một con Mazu nhá, Mazu Yama này. Con này là 20cc nhá, nòng 30 ni, mà con này có cái chụp giật trợ lực rất là ok luôn. Có nghĩa là trợ lực thả lổ nhá. Rất là thích hợp với những cái bác nào gọi là lớn tuổi hoặc là chị em phụ nữ nhá. Đấy. Cái con Mazu này là tum rời luôn này. Đầu này các bác thể là tháo gắn xịt thuốc là cũng ok luôn nhá. Tháo ra gắn xịt thuốc là ok. Đấy. Thì cái con này là em sẽ lắp thêm cho bác tay cầm đầu bò chắn cỏ đầy đủ nhá. Đấy, thì em sẽ test máy cho bác xem. Đây, nó rất là dễ lổ thôi. Nói chung là rất ok nhá. Tắt máy này. Đấy, thì bác cứ kéo đi nhá, bác cứ kéo này. Con thả nó nổ thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Rồi. Thì cái con này là em tính cho bác đủ bộ là với mức giá đó là con này là nô hôm qua là MNO nhá, con này nô O. O1 này, O1 là bán đủ bộ cho bác với mức giá là O1, con này tính cho bác mức giá con này là 750 nhá. Đấy, 750 là các bác phải xài luôn thôi. Được chưa?
Đây, con này là Mazu, Mazu tung giờ. Đấy, đấy chưa? 750 mà thôi tính cho con này cho bác 750 đi. 750 là nắp đấy, tính cho 700 thì bán cho nhanh nhá, 700. Đấy. Thì bác sẽ thêm 50.000 tiền phí ship nữa nha và 50.000 tiền phụ kiện nữa, tổng về nhà có 800 thôi. Nói chung là rất rẻ nhá. Máy là nguyên zin nguyên bản nhá, chứ không phải là tình trạng là sửa chữa gì mà bán rẻ nhá, lưu ý là thế. Đấy. Thì đấy, thì bác thêm 50.000 phí ship nữa nha và 50.000 phụ kiện nữa nhá. Đấy, thì ví dụ nhà bác nào mà có phụ kiện rồi thì thôi, bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship nữa thôi. Đó, ok. Đấy, máy thì quá là ok rồi. Đó, tiếp tục đây. Thế tương tự như thế nhá. À em quên mất em có cái đầu máy này cho bác này. Đầu máy này là đầu máy Komatsu này. Ở đây nó ghi là 2710 nhưng mà con này là không phải nha, nó là máy 24 thôi. 24 24cc. Con này là tum liền này, tum nhôm này. Tum nhôm mà không lo cháy bạc đạn nhá. Ống cần là 24 ti là 13 khí nhá, lưu ý 13 khí. Komatsu thì nó là hàng gọi là nổi tiếng rồi. Đấy, quá nổi tiếng rồi. Thôi rất ok nhá. Con này đang hơi bị bí bô tí lên này, các nhìn thấy không? Có cái gì nó chắn này. Hơi bị bí bô tí là do cái này nó chắn này. Đây này, có cái con sông con sâu con trước gì này. Đấy. Con này con U2 nhá. U2 cục này tính cho bác Komatsu hàng này cao tiền nhá, không phải hàng rẻ đâu. Con này tính cho bác 650 nhá. Đấy, 24. Và tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó là cái con phải nói là cực kỳ đẹp luôn, hàng gọi là xuất chúng luôn. Đó chính là con Mazu. Mazu này là Mazu 230. Bác chỉ cần nhìn cái bình xăng thôi là đã biết cái mức độ đẹp của con này rồi nhá. Đây là cái bình xăng zin nhá, chứ không phải bình xăng lô nhá, lưu ý như thế. Với thứ hai là nhìn cái bộ vỏ của nó này. Cái này là bên em chưa xịt bóng đâu nhá, mà nó cái nó vẫn còn độ bóng này. Đấy. Đấy, được chưa? Con này phải nói là mới 90% luôn, chứ không phải là một trăm đấy nhá. Nổ thì thôi rồi. Đây, nhìn này đành này, đây đặt này. Trắng tinh này, thấy không? Đấy, nó quá xuất sắc luôn. Đấy. Con này phải nói là quá mới luôn. Hầu như là về một cái lô máy mà được những con đẹp như này là rất hiếm nhá, chứ không phải là đơn giản đâu. Bạn lưu ý nhá. Đấy. Ok nhá. Rồi. Con này quá đẹp nhá. 23cc nhá, lòng 32 ly. Đẹp 90%. Con O3. Con O3 con này em tính cho bác là 1 triệu. Con này vì quá đẹp nhá, con này tính cho bác là 1 triệu 2 nhá. Đấy, 1 triệu 2. Đấy. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con của dòng Makita nhá. Đấy, Makita. Con này thì bác cần nhìn bình xăng zin nó là bình xăng lớn nó biết là con này rất đẹp này. Trắng phau luôn nhá. Đấy. Trắng phau luôn. Đấy. Đây, nhìn trắng chưa? Đấy, tay cầm zin nguyên bản đây nhá. Đấy. Ok. Yeah, con này là 23cc nhá, nòng 32 ly. 32 ly. Quá ok luôn. Đấy, ngon nhá. Thì con này nó thiết kế cái bô của nó là bô giảm thanh nhá, bác lưu ý là thế nhá. Chứ không phải là máy nó kêu ấy đâu, lực nó ra rất là khỏe luôn đấy. Đấy, tạo lực luôn nhá. Rồi. Con này là bao ngon, bao mới cho bác luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Con này là con O4. O4 em tính cho bác cái con này là O4 này. Con này thì quá ok rồi, con này tính cho bác là 750 nhá, 750.000.
Nó tính cho 700 này bán cho nhanh nhá, 700 được chưa? Bán cho nhanh. Cô 4700, quá đẹp. Tiếp tục nhá. À, các bác thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tiếp tục em lên cho bác một con tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác một con Echo hay con Jama này. Nó kia là con này là Echo 240. Con này là nòng 34 ly này bác này. Có ổ trợ ổ giật trợ lực to này. Thế nhưng cái này là mai em thay cho bác nhá. Mai cái này là thay này, nó kiểu vỏ bị bể là thay cho nhá. Đấy. Dòng này thì hay bị bể cái vỏ này này. Đấy. Rồi ok. Con này nòng 34 ly nhá, 34 ly khá là đẹp luôn. Tay cầm zin nguyên bản đây. Đấy. Bác nào thích thay tay này mờn lớn này em thay cho tay này hai bên nhá. Đấy, chế là nguyên bản nó luôn. Đấy, nói chung là ok nhá. Đấy. Rồi. Ok nhá. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy, cái này hơi ít xăng, chắc là hơi ít xăng. Ờ không sao. Đấy. Đấy, cái này để găng tin lên tí là ok thôi. Còn máy ok nhá. Con O5 này. Con này nòng 34 ly nhá, hiệu Echo QZ O5. Con này em tính cho bác là 900k luôn nhá. Đấy. Giờ tiếp tục này. Mà lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác cái con này phải nói nó cực kỳ đẹp luôn. Con này nó chính xác của nó là con Kawasaki TH23 nhá, 23. TH23, tung rời luôn. Đây. Ở đây nó ghi 26 nhưng không phải nhá. Lý do là con này là vỏ nó xấu quá nên em mua được cái vỏ của con 26 em nắp qua. Nhưng thực ra nó là 23. Nhưng mà cái con này thì tình trạng của nó đây là rất là ok. Đấy. Nòng bạc bê tông phải nói là rất đẹp luôn. Đấy. TH thì là một trong những cái dòng rất là nổi tiếng thì bác biết rồi. Đó là cái dòng cao cấp của thằng Kawasaki. Đấy. Hơi này. Hơi bự bá đạo luôn. Máy này lại này. Đích. Ok nhá. Quá ngon luôn. Con này lại được cái cả tung rời đấy nhá. Thì đầu này các bác thể là tháo ra gắn xỉ thuốc được cũng rất ok luôn, vì nó là đầu 260. Tum 260. Đấy. Rồi, con O6 nhá. O6 này. O6 là con TH23, nòng 32 ly. Con này tính cho bác 1.2 triệu, được chưa? 1.2 triệu. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Honda 4 kỳ. Honda thì là một trong những cái hãng rất là nổi tiếng thì bác biết rồi. Đấy, hàng Honda thì nó nổi tiếng gọi là toàn cầu. Đấy, thì cái con này nó là một trong những cái máy cắt cỏ chính hãng nhá. Hàng chuẩn luôn. Đấy. Thì nó là tum rời nhá, tum rời này, chữ Honda rõ ràng ok này, tay lái cần tay lái các kiểu đầy đủ ok nhá. Đấy, con này tình trạng là còn ok. Đấy, tem mác đầy đủ rõ ràng cho bác luôn. Đấy. Rồi lại này. Đấy. Êm nhá. Tắt máy. Đấy, giờ tắt máy nhá. Đấy, nói chung chạy êm nhá. Đảm bảo cho bác chạy êm nhá. Đấy, êm chung luôn nhá. Đấy, đấy, không có khói khiếc gì đâu nhá. Bên em đã lựa kỹ càng rồi.
Rồi. Tiếp theo là con O7 nhá. Con O7 là con Honda, con này đẹp này. Con này nhìn khá là ok luôn. O7 con này là 25cc dòng 34 ly nhá, nhưng mà nó là máy 4 kỳ chạy rất khỏe nhá. Hàng Honda. Hàng Honda thì đương nhiên bao giờ là giá nó cũng là hàng gọi là cao tiền nhất trong các loại rồi. Đấy, gọi là tính cho bác cái giá thì nó cũng chỉ bằng giá thợ thôi. Tính cho bác con này là 2 triệu 2. Đấy chưa? Đấy, 2 triệu 2. Và tiếp tục đây. Mà lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác cái con này với nó gọi là con đẹp dã man luôn. Đấy, con này thì thợ bên em vừa dọn xong này. Thì như bác nào lấy thì mai bên em rửa xà bông sạch sẽ cho nhá. Đấy, thì bác có thể nhìn sơ bộ là nó vẫn còn cái bẩn bẩn đấy này. Đấy, nó vừa dọn xong đấy. Đấy, nó chưa vệ sinh gì đâu. Con này nguyên bản của nó là xài chế là One Brazil 2 kim nhá. Đấy. Thì con này nó là con Mazu 235 trợ lực. Đấy, trợ lực nhá. Thì con này tình trạng nó về nó đã đẹp sẵn như này rồi luôn. Đấy. Đấy, đệm tay cầm, mai lắp thêm tay lái cho bác đầy đủ nhá. Đấy. Với thứ hai là cái con này nhìn cái dây giật của nó đây. Hàng chưa rửa đâu nhưng mà cái giật nó còn trắng tinh này. Đây. Thấy không? Đấy, thấy không? Trắng tã màn luôn. Đấy, bác. Con này ngon này. Con này ngon, tuyệt vời luôn nhá. Con này cũng là một trong những cái con hàng cũng là hiếm đấy. Trợ lực này. Rất là ok nhá. Con này hàng đẹp này. Đấy, hàng đẹp xuất sắc đấy. Con O8 nhá, O8 hàng đẹp. Con này tính cho bác là 1 triệu. Tính cho bác 1,1 triệu đi, bán cho nhanh. 1,1 triệu nhá. Rồi tiếp tục này. Em lại lên cho bác con tiếp theo. Là một con thuộc dòng Qzit. Con này là Qzit, hàng này là con Echo Qzit. Con này cũng vừa dọn xong, chưa kịp vệ sinh. Bác nào lấy thì mai bên em sẽ rửa xà bông sạch sẽ cho. Con này chính xác của nó là con Qzit 2350G dòng này siêu VIP này. Đấy. Rồi siêu VIP tay lái nó đây nhá. Tay lái nó đây, tay lái một tay. Thế chưa có bác nào là muốn lên tay lái hai tay em lên cho nhá. Đấy. Con này thì nó nổ rất ok. Con này trợ lực này, trợ lực nhỏ này và chế là 2 kim. Đấy. Con này thì tình trạng còn thấy còn ok đó. Lại này, trợ lực này. Okay. Rồi. Con này thì bên em bao ngon cho bác nhá. Đấy. Cái này con này rửa lên là đẹp lắm đây này. Rửa lên là ok lắm đây này. Mà cái dòng này là dòng hệ nhá. Nó chính xác là dòng hệ đấy. Đấy, dòng hệ là những cái dòng rất là dùng rất là bền. Đấy. Con O9 này. O9 nhá. Con này em tính cho bác mức giá là để cho bác mức giá 1,1 triệu nhá. Đấy, mức giá rất là phải chăng. Đấy, 1,1 triệu. Rồi tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác con này là một trong những cái con máy công suất lớn này. Nó chính xác của nó là con Zobin NB351. Con này là nòng lên tới hình như là nếu không nhầm như 38 ly thì phải. 35cc như là nòng 38 ly. Đấy. Cái con này nó là Zobin này, không phải Zobin vỏ sắt nhá. Zobin sắt là Zobin đời cổ. Còn Zobin nhựa là Zobin đời mới nhá. Đấy, đời mới, đời cao. Đấy. Nên là những cái con đời cao của nó thì bao giờ giá nó cũng sẽ cao tiền nhá, lưu ý là thế. Đấy. Thì con này thì bác nào mà muốn đẹp là bác về bác sơn lại thành màu vàng, đó, rất đẹp. Đấy. Thì con này thì đây. Đấy, con này thì nó có đặc điểm đó là đã lên chế 2 kim nhá, lên chế 2 kim này, chế 2 kim. Đấy. Cái dòng này là có cái nên được chế 2 kim này. Đấy, nên là rất là tiết kiệm xăng luôn, chế ga ngang nhá. Chế ga ngang 2 kim. Đấy. Con này là tum tời luôn này. Đấy, tum tời cần đầu bò nguyên bản luôn. Đấy. Nên là rất là tiết kiệm xăng. Cái con này là thợ bên em đã kiểm tra là phải nói là lòng bạc bít tông rất là đẹp nhá. Lòng bạc bít tông gọi là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Mỗi cái vỏ là nó hơi sạm sạm màu, hơi này. Hơi rất ngon nhá. Đấy. Thank you.
nhá. Đấy, lại này. Nói chung con này thì nó chỉ mất điểm là ở cái hình thức thôi. Tức là cái màu của nó là hơi kém. Thế còn máy của nó thì là chất. Đấy, khẳng định một câu là ok. Đấy. Mà đã là lên chế 2 kim luôn, tiết kiệm xăng. Con O10. Con này nòng 38 đi nhá, O10. Con này em tính cho bác giá là 2 triệu. Con này tính cho bác để cho bác giá 2 triệu 6 nhá. Giá này thì bằng giá thợ thôi. Đấy. Nhưng mà chưa bằng giá thợ luôn. Đấy. Thì con này là bình thường là nếu mà ngon là các bác bán tầm 3 triệu rưỡi chứ không ít đâu nhá. Tức là nó màu nó đẹp. Rồi là nói chung gặp cách có thể bán được giá rất là cao. Đấy, giá này thì cũng chưa bằng giá thợ này. Đấy. Ok. Tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Estin của Đức nhá. Đấy, Estin của Đức này. Con này nó là con Estin con này tum nhôm này bác này, không lo bị cháy tum luôn này. Đấy, ở đây nó ghi là con Sibaoza 23cc. Con này 23cc, nòng 32 ni. Xài chế là One Bro 2 kim luôn. Đấy, siêu VIP. Bộ chế này siêu VIP. Đấy. Thì cái con này nó sẽ có đặc điểm là nó là tum nhôm nhá. Đấy, tum nhôm thì bác không lo bị cháy tum. Đấy. Hơi con này thì quá ngon nhá. Cực 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 kìa. Đấy. Tuyệt vời luôn. Con này chưa đấu công tắc nhưng con này vẫn bao ngon cho bác nhá. Bao ngon luôn. Chưa đấu dây ga. Đấy, chưa đấu dây ga nhá, bao ngon luôn. Hơi ngon lắm. Chưa đấu dây ga này. Nên bên em đảm bảo ngon cho bác con này nhá. 23cc hiệu Estin. Estin đấy. Rồi. Con này con O11 này. O11 con này bao ngon. O11. Con này tính cho bác giá là con này tính cho bác là 850, được chưa? Con này bao ngon nhá, 850. Chế quân vừa rồi 2 kim luôn. Đấy, siêu VIP. Được. Tính cho 800 đi, bán cho nhanh nhá, 800. Đấy, bán cho nhanh. Đấy. Ok. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Honda nhé. Honda 4 kỳ. Máy này máy 4 kỳ bác dùng xăng không thì không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện luôn. Đấy, con này tem xanh luôn bác này, thấy không? Tem xanh. Bình xăng bình trước nhìn còn trắng này, đẹp. Đấy, ok. Đấy. Tum tiếc là tum rời luôn nhá. Đấy, tay cầm ga bóp xịn sò cho bác luôn. Đấy. Cần kiếc là nguyên bản. Đấy, chung ok. Đấy. Khói thiết gì đâu nhá. Đấy. Đấy. Không khói thiết gì nhá. Đấy. Ok. Đấy. Con Honda. Con này con O12 nhá. O12 này. Con Honda. Con này tính cho bác là 1 triệu. Tính cho bác 1,7 triệu nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi, tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Mazuyama nhá. Con này nhìn khá là đẹp luôn. Con này là nó là con Mazu 24cc luôn. Con này 24 luôn. 24cc như là nòng con này như là hình như là 33 ly thì phải. Con này em thấy là còn rất là khỏe luôn. Đấy, xài chế là One Bro 2 kim luôn nhá. Đấy. Màu áo thì là quá đẹp rồi. Màu áo quá đẹp. Đấy. Đấy, tum tiếc này, tay lái đây. Đấy, ok, đệm rất là êm. Đây. Đấy.
đây nhá. Con này máy đẹp mà công suất là cũng lớn. Mazu hình thức máy thì là ok. Chế con vừa rồi. Ok nhá. Đấy. Con này là con O13. O13 con này em tính cho bác là O13. Con này con Mazu, con này tính cho bác con này là 13 tính cho bác 1 triệu nhá. 1 triệu được chưa? Đấy, 1 triệu. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng máy này, gọi con này là con Shindaiwa S26 nhá. Shindaiwa S26. Thì cái con này là 26cc nòng 34 ly. Đấy, S26 là một trong những cái hàng là cực kỳ nổi tiếng nhá. Thậm chí là về nói về độ bền thì nó còn bền hơn cả Mitsu luôn. Mitsu TL là nổi tiếng rồi nhưng mà thằng này còn nổi tiếng hơn nhỉ. Đấy. Đấy. Shindaiwa S26 này bền lắm này. Mà hình như là dòng này là dòng máy khỏe nhất trong các loại máy luôn. Dòng máy 26. Đấy. Đấy, tua nhanh. Nói chung dòng này dùng sướng lắm, đảm bảo bác ok. Bền. Đấy. Hơi. Hơi thì quá tuyệt vời luôn này. Hơi quá tuyệt vời luôn nha. Đấy, con này thì có mỗi hình thức là hơi xấu thôi. Thứ nhất là cái vỏ áo bù này là nó kiểu bị mất ấy, nên em chế cái này thôi. Thế còn máy của nó thì là chất rồi, máy bao chất nhá. Đấy. Con này là bên em đã lên cho bác là chế gang ngang 2 kim nhá. Gang ngang 2 kim. Dòng này thì bác phải lên chế 100% rồi, không thể sai được nhá. Đấy. Mà dùng thì gọi là bao bền luôn. Con này có thể là họ nói là bền theo 5 tháng luôn nhá. Đấy. Thì con này nó là con O14 nhá. O14 là siêu bền này. Đấy, bác nào mà không quan trọng hình thức thì lấy em này thì là bây giờ siêu bền luôn. O14. Con này em tính cho bác mức giá là 1.350.000 nhá. 1.350.000 là đã lên chế 2 kim cho bác luôn này. Chứ không phải là dạng vớ vẩn đâu nhá. Đấy. Mà tôi tính cho 1.300.000 thì bán cho nhanh luôn. 1.300.000 luôn, nó nhanh. Đấy. Ok. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái con này thợ bên em vừa dọn xong này. Con này nó phải nói là một cái con máy nó là con Mazu 233. Con này thì bác nào lấy thì thứ nhất là mai bên em sẽ rửa xà bông sạch sẽ cho. Đấy này. Đấy, con này là tình trạng của nó là máy thì nó là siêu chất luôn. Đấy. Đây tay ga bóp xịn sò nhá. Đấy. Với ga bác nhìn cái bộ hơi. Này. Em giật hơi cho bác xem con này. Hơi này. Hơi cực chắc luôn này. Đấy, dây giật trắng tinh luôn. Con này hơi bao chất nhá. Đấy. Đấy, con này hơi bao ngon luôn. Con này phải nói là cực chất. Này, nhìn này. Đấy, ốc này. Ốc dưới đi ở đáy bình xăng này. Nó còn phải vàng chóe này cơ mà. Đấy, con này mới lắm, rửa lên là bao mới luôn nhá. Không mới không lấy tiền. Đấy. Rồi. Quá tuyệt vời nhé. Rồi, con này là bao chất O15. O15 bao chất Mazu 23cc nhá. Con này em tính cho bác giá là tôi tính cho bác giá 1.050.000 nhá. 1050 O15. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lại lên cho bác một con Honda nhá. Con Honda này thì là quá chất rồi. Đấy. Con Honda GX25. Đấy. Thì nói đến ngang Honda thì quá nổi tiếng rồi. Đấy, con này tum dài này, đúng không? Đấy, tay ga bóp xịn sò luôn. Đấy. Con này nổ cực kỳ êm luôn nhá. Nó nổ cực kỳ êm luôn. Mà zin nguyên bản luôn. Đây, nổ cho bác xem. Đây. Cái này máy 4 kỳ nhá, 4 kỳ. Êm lắm. Này, kéo này. Đấy, sẽ êm được. Thấy không? Êm lắm.
nhá. Con này rất là lổ, rất là tròn tiếng nhá, nó không bị vỡ tiếng nên là máy rất là ngon nhá. Đấy. Ok. Này bên em bao ngon cho bác nhá. Đấy. Bao ngon luôn, không phải suy nghĩ. O16. O16. Con này em tính cho bác giá là 2,1 triệu. Đấy, máy bao chất nhá. 2,1 triệu. 6 này. O17 này. O17 thì em lên cho bác tiếp theo thì là một con thuộc dòng Mazuyama nhá. Con này thì Mazu này thì là Mazu xanh. Con này thì thợ bên em cũng vừa dọn xong. Bác nào lấy thì mai bên em là rửa xà bông sạch sẽ cho. Đấy. Mazu này là Mazu 20 nhá, lòng 30 ly. Màu xanh nõn chuối này, màu xanh hy vọng. Đấy. Màu này thì tuyệt vời rồi. Con này thì nói chung rửa lên đẹp lắm này. Lổ đạn rất là đanh nhá. Cực kỳ đanh luôn. Đồ rất là giòn luôn. Đấy, nhìn này, không có các bảy màu này. Đấy. Nói chung là rửa lên là các không nhận ra nên về độ đẹp nó luôn nhá. Hơi. Ngon nhá. Đấy. Thì con này nó là con O17. O17 là Mazu O17. Con này em tính cho bác con này là tính cho 800 tính cho 800k thì bán cho nhanh. Thấy chưa? 17 này. O18 này. O18 thì có một con này hơi bị VIP này. Đấy, bác nào mà muốn một con dòng VIP lấy con này này. Con này nó là con Sidewa S250. Đấy. Nòng con này là hình như là 33 ly hay 32 ly ấy. Đấy, nói chung là con này là Sidewa Shop nhá. Sidewa Shop 250. Đấy. Nòng này thì dùng rất là ok luôn. Đấy bác nhìn không? 250 này. Made in Japan. Đấy. Con này tum nhôm nhá. Tum nhôm tua nhanh nhá. Dòng này là tua nhanh này. Chạy cực kỳ sướng luôn. Dòng này thì bao ngon cho bác luôn này. Ok nhé. Sindawa Shop 250. O18 25cc nhé. O18 này. Con này em tính cho bác 1 triệu nhé. 1 triệu. Đấy, 1 triệu. Đấy. Ok chưa? Rồi tiếp tục này. O19 này. O19 thì em lên cho bác một con thuộc dòng Mitsu TL23 nhé. TL23 này. Con này tình trạng nhìn là còn quá đẹp nhá. Đấy, nó ghi là GOB thôi nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Mitsu nhá. Mitsu TL23. Tum rời luôn. Tum rời này, thấy không? Đấy, hình thức máy quá ok. Quá ra đây, đẩy bàn đi hả? Mitsu nhá. À, bơm xăng này. Quá bơm xăng nhá. Đấy, chạy êm lắm. Đấy, cái kiểu là không, cái kiểu không có được sang ấy. Máy này, lại này. Đấy, cái kiểu đi xăng nó không xăng. Được rồi, dây xăng nó bị gấp ấy. Còn máy này căn chỉnh lại ok cho bác nhá. O19 này. Con này em tính cho bác 1,1 triệu nhá. 1,1 triệu. O19, 1,1 triệu. O20 này. 20 lên cho bác con này nhá. Con này thì nó là một con thuộc dòng Komatsu 2022-2215 Made in Japan. Con này là 22cc. Lòng của nó là 32 ly.
Dòng này nó chính xác của nó là dòng Komatsu côm bướm nhá. Côm bướm 22cc. Dòng này dùng rất là ok, cực kỳ chất luôn. Đấy, côm bướm này. Đấy. Đấy, tay nệm, tay cầm này. Đấy, nói chung con này thì đẹp rồi, tuyệt vời. Đó là bơm xăng nhá. Kéo le này. Con này thì chất rồi. Con này thì cực kỳ chất nhá. Đấy, chất lắm. Nên chung. Đấy, con này nói chung là ngon đấy, mày dùng sướng lắm. Đó. Con này trọng lượng của nó lại là nhẹ nhá. Nói chung là dòng này thì gọi là dòng hàng quá là chất rồi. Komatsu O20. O20. Con này hàng siêu VIP nhá. Con này em tính cho bác thì tính cho bác triệu nhá. 1 triệu O20. Đấy. Để tiếp tục đây. Em lên cho bác con cuối cùng nhá. Đấy, cái con này thì bên em vừa dọn xong này. Con Mazu nhá. Mazu 21cc, nòng có như là 31 ly thì phải. Hay 30 ly, 31 ly. Tung rời nhé, con này tung rời đi. Tung rời. Đấy. Thì con này là nguyên bản luôn. Đầu này là tung rời gắn vừa xịt thuốc này. Đầu này bắt để gắn xịt thuốc là ok luôn này. Đấy nhá. Này thì chất rất chất. Dây giật trắng tinh. Đấy. Rồi lại đây. Đấy, ok. Thì con này là tung dài luôn nhá. Thì em tính cho bác con này là O21 là con này tính cho bác là O21, con này tính cho bác 7.5, được chưa? 750.000. Rồi, và video đến đây dài em xin kết thúc video tại đây. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.